Kính chào quý vị khán giả. Đợt mưa dông ở Trung Bộ và Tây Nguyên đang giảm dần. Ngày hôm nay, số điểm mưa vừa mưa to chỉ còn cục bộ ở Phú Yên và Khánh Hòa với lượng từ 44 đến 67mm. Dự báo đêm nay ngày mai, khu vực từ Quảng Trị xuống đến Bình Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa, nhưng lượng không lớn, hầu hết là từ 20 đến 40mm. Mưa sẽ khiến cho đường xá trơn trượt, vì vậy quý vị hãy cẩn trọng khi di chuyển. Mưa kìm giữ nhiệt độ các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột trong khoảng 23 đến 25 độ, trời lành lạnh. Ở Huế thì mưa rét 21 độ, còn Thanh Hóa đến Đồng Hới là 21 đến 23 độ. Nhưng mà do có nắng nên là cảm giác ấm hơn hẳn. Nam Bộ chiều mai nhiều thành phố sẽ có mưa rào nhẹ, còn sáng đến trưa nắng đan xen mây, trời mát cả ngày với nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác trong khoảng 28 đến 31 độ. Ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái đêm rét, ngày nắng ấm, nhiệt độ cao nhất ngày mai ở thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ là từ 21 đến 24 độ, riêng Mộc Châu 17 độ. Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, cảnh báo mưa dông lốc xoáy, gió là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Quanh huyện đảo Hoàng Sa thì cũng có mưa dông, gió mạnh hơn, cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ở huyện đảo Trường Sa, gió giảm xuống cấp 5, nhưng đề phòng gió giật, lốc xoáy trong mưa dông. Cuối bản tin là phần dự báo thời tiết cho một vài thành phố vào ngày mai.